Và chúng ta chào đón đến với chương trình một bạn đã rất là can đảm để lựa chọn việc đối mặt với tất cả người xem ngay từ đầu câu chuyện. Và bạn ấy đã đề nghị bật đèn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ chào đón câu chuyện của nhân vật tuần này mọi người nha. Em đã từng xem chương trình rồi. Dạ. Điều gì làm cho mình cảm thấy rất là dễ chịu và nhận lời tham gia chương trình? Dạ, em đã coi những cái số trước của chương trình mình rồi đó, thì em thấy là chương trình này nó rất là hay, tại vì nó tạo ra được một cái không gian mà để cho mọi người có thể thoải mái chia sẻ những cái kỷ niệm, những cái trải nghiệm đã qua và những cái mối tình trong quá khứ, thì em rất là hào hứng để được chia sẻ thêm cái câu chuyện của mình, để đóng góp cho cái chương trình của mình. Tạo ra một cái không gian để mọi người cảm thấy thoải mái chia sẻ câu chuyện. Điều đó có nghĩa là bản thân em cũng đang rất là thoải mái để có thể kể câu chuyện của mình. Vậy thì bây giờ em đến đây với việc chia sẻ mà em nghĩ rằng là mình sẽ nói về cuộc tình đầu, hay là một cuộc tình không đầu nhưng nó có vấn đề, hay là một cuộc tình mà đến bây giờ nghĩ lại thì mình vẫn còn cảm thấy có rất là nhiều dây dứt. Nói chung mình sẽ chọn cuộc tình ở cái quãng nào trong cuộc đời của mình? Chắc là em sẽ chọn cái cuộc tình đầu tiên. Tại vì cái cuộc tình đầu tiên bây giờ em nghĩ lại thì em vẫn còn rất là nhiều dây dứt về cái cuộc tình đó. Có nghĩa là một cuộc tình nhưng mà nó sẽ hội đủ hết tất cả những điều mà chị vừa mới liệt kê. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ phải quay ngược lại khoảng bao nhiêu năm đây? Cuộc tình ấy nó đã bắt đầu vào khoảng năm em bao nhiêu tuổi? Dạ, năm đó là năm em 17, năm em lớp 12. Trời ơi, áo trắng sân trường đồ các kiểu. Điều đó có nghĩa là mình phải dời ký ức của mình về bao nhiêu năm? Năm nay em 26, vậy thì là 9 năm về trước. Rồi, chúng ta sẽ cùng du hành thời gian về 9 năm về trước của bạn Huy. Mình đã gặp gỡ cái người bạn đó của mình như thế nào? Vào thời điểm đó thì em hồi học cấp 2 em đã biết bạn này rồi, nhưng mà tại vì tiểu học không có học chung một lớp. Cho nên tới cái năm cấp 3 luôn thì lúc mà tụi em học chung lớp rồi thì em mới được tiếp xúc với bạn này nhiều hơn. Nó đến một cách rất là tự nhiên như vậy thì cái cảm xúc của mình dành cho cái người bạn đó nó đã có những cái gì khác với những người bạn còn lại trong lớp để mình hiểu rằng đây là một cái người không thể là bình thường được? Tại vì trước đó thì em không có bất kỳ một cái sự rung động nào với bất kỳ bạn nào khác luôn. Em không thích các bạn nữ, em cũng không thích các bạn nam trong lớp. Em thế giới của em chỉ có một mình em trong đó thôi. Ở trong cái hoàn cảnh nào mà mình biết rằng cái người này là một cái người mà bắt đầu sở hữu, chiếm hữu lấy cái trái tim, cái tâm trí của mình rồi? Tới lớp 12 luôn á, thì lúc mà giáo viên chủ nhiệm của em xếp cho em ngồi chung với bạn rồi á, thì tụi em mới có những cái tiếp xúc gần hơn và bắt đầu nói chuyện với bạn nhiều hơn, mới bắt đầu có những cái tâm sự với bạn nhiều hơn. Ban đầu á, thì em rất là băn khoăn về cái vấn đề này, tại vì trước đó thì em quá cô đơn. Tới cái giai đoạn đó thì bỗng nhiên là có một người có thể chia sẻ được cho mình những cái vấn đề đó. Thì em rất là băn khoăn là chứ là bây giờ mình có thích nó không? Tại vì cũng con trai với nhau mà. Phải một thời gian sau này rồi á, lúc mà tụi em đã xác định là mình sẽ có một mối quan hệ nghiêm túc trong cái giai đoạn đó, thì em mới biết là có lẽ thì cái tình cảm này nó là thật. Thế thì bao nhiêu lâu em mới chốt đơn? Tụi em ngồi đã với nhau từ đầu năm lớp 12, phải gần cuối năm lớp 12 thì em mới xác định là cái cảm giác này nó có lẽ nó là yêu thật. 9 tháng rồi. Dạ. Vậy thì cái sự đáp trả của bên kia thế nào? Dạ thì bạn cũng đồng ý để bắt đầu cái mối quan hệ đó. Cái mối quan hệ đó được bạn ấy đồng ý bởi cái đề nghị của em hay là bởi cái sự nhận ra cùng một lúc từ hai đứa? Bởi cái sự đề nghị của em á chị. Em là người chủ động tiến tới cái mối quan hệ đó. Em cũng nói chuyện với bạn cũng rất là lâu rồi, và em cũng có cảm giác là bạn cũng đã bật đèn xanh cho mình rồi, bạn cũng có cái cảm xúc gì đó với mình rồi, thì em mới dám thổ lộ cái việc đó. Thế thì khi mà mình đề nghị với bạn thì bạn cũng gật đầu đồng ý và hai đứa bước vào một cái mối quan hệ. Lúc đó thì các bạn có dám công khai với mọi người luôn không? Hay là chỉ đơn thuần là hai đứa biết với nhau thôi? Dạ không luôn, hoàn toàn là chỉ là một cái hệ. Nó rất là lén lút. Người ta nhìn vô người ta nghĩ hai thằng trai chưa thân nhau thôi. Dạ. Nói chung mình chưa có đủ đầy kiến thức. Mình cũng chưa đủ lớn để tự tin từ bên trong. Dạ. Và vẫn phải nhìn thái độ của mọi người xung quanh để mà cẩn trọng trong hành động. Nhưng mà thường mấy cái tình yêu lén lút này nó sâu đậm lắm, nó để lại những cái dấu ấn kỳ lạ lắm. Vậy thì khi bây giờ mà ngồi nhớ lại cái chuyện tình này thì những cái kỷ niệm mà mình cảm thấy nó rất là đẹp, nó rất là ấn tượng mà mình đã trải qua, nó là những cái lát cắt như thế nào? Mấy cái chuyện tình mà kiểu như cái thời gà bông đồ các kiểu đó thì nó rất là đáng yêu, nó rất là trong sáng luôn. Ví dụ như là ngồi hai đứa thì ngồi chung một cái bàn kế bên nhau. Nó thì có lén nắm tay không? Dạ có.
ném tay rất là lén lút nha, là em phải ném áo khoác đồ vô trong học bàn á, xong rồi hai đứa mới luồn tay vô học bàn để nắm tay nhau. Trời ơi. Mình chỉ chạm tay nhau, không hẳn là nắm, mình chỉ chạm tay nhau một tí thôi. Đó, thì cứ muốn là đặt cái tay ở đó mãi luôn á, chứ không có muốn rời tay bạn ra. Thế cái lần đầu tiên hai đứa hẹn hò riêng bước ra khỏi không gian trường học, nó vẫn dính với không gian trường học một tí thôi, tại vì em chơi chung với một nhóm bạn chung. Thì sau khi mà đã hội họp ăn chơi với nhau rồi á, thì em mới đánh lẻ ra, em mới đi đánh lẻ với bạn. Thì tụi em đi uống trà sữa thôi. Rồi thì mới bắt đầu nói chuyện nghe về những cái linh tinh trong ngày, rồi mới có những cái cử chỉ thân mật hơn, mới nắm tay nhau chính thức. Mới chính thức là được nắm tay nhau như là một cái cặp đôi thật sự. Rất là tiếc là em với là bạn đã không có cơ hội để đi với nhau hết được cái con đường qua cái đợt tốt nghiệp năm 12 đó. Dạ, tại vì tụi em mới vừa chính thức quen nhau được đúng một tháng thì mẹ em phải phát hiện ra được cái mối quan hệ đó. Ồ, phản ứng của mẹ. Dạ, em còn nhớ luôn là hôm đó là em đang học trên trường thì chưa tới giờ về đâu. Mẹ đã gọi cho em rồi, mẹ bảo là học xong chưa, xong rồi thì về nhà liền, không có đi đâu hết. Ở nhà có tí việc. Và lúc em về tới nhà thì mẹ em đang ngồi ở trên ghế, rồi kiểu mắt mẹ là em thấy mắt mẹ đã hơi đỏ lên rồi. Và mẹ gọi em lại rồi mẹ hỏi là con có thích con trai hay không. Rồi thì em mới chối, không biết là mẹ em dám nhận được. Em chối là đâu có đâu, các kiểu. Nhưng mà tại vì em với bạn thì tiếp xúc với nhau mà nhắn tin chủ yếu là trên Facebook thôi. Và 27.000 cái tin nhắn của em với bạn đó mẹ đọc hết từ đầu tới cuối. 27.000 cái tin nhắn của em với bạn đó mẹ đọc hết từ đầu tới cuối. Xong rồi cái mẹ xóa những cái tin nhắn đó của em đi. Và mẹ bắt đầu ngồi lại nói chuyện với em. Chỉ đơn thuần đó là một cái sự xác nhận. Dạ. Hay nó bắt đầu cho một cái hành trình mà mẹ em sẽ cấm đoán và cương quyết không cho em sống đúng với cái bản dạng giới của mình? Nó là cái điểm bắt đầu của cái hành trình đó thôi. Tại vì mẹ em cực kỳ nghiêm khắc luôn. Lúc mà mẹ em phát hiện ra cái việc đó thì mẹ đã cấm túc hoàn toàn em luôn. Tại vì ba em với mẹ em thì có một cái mối quan hệ không được hạnh phúc. Từ hồi năm em học lớp 5 là ba mẹ em đã ly dị với nhau rồi. Là từ đó thì em chỉ sống với mẹ và em gái của em thôi. Và mẹ em rất là sợ là cái mối quan hệ của mình nó đã không có được trọn vẹn rồi. Cái mối quan hệ nam nữ của mẹ với ba đã không được trọn vẹn rồi, thì bây giờ con mình nó lại đi thích một thằng con trai khác, thì nó quá bấp bênh và nó quá mới. Và em nghĩ là cái lượng thông tin đó nó quá nhiều đối với mẹ vào thời điểm đó, và mẹ không thể nào tiếp nhận được. Cho nên mẹ đã có những cái phản ứng rất là, lúc vào cái thời điểm đó thì nó hơi thái quá, nhưng mà bây giờ em nhìn lại thì em cũng thấy nếu đặt mình vào vị trí của mẹ thì nó cũng hợp lý. Nó buộc phải như vậy. Dạ. Phản ứng của em với cái diễn biến lúc đó như thế nào? Dạ, em rất là khủng hoảng. Thực sự là em vô cùng khủng hoảng trong cái giai đoạn đó luôn. Em có ghét mẹ không? Lúc đó thì em rất là ghét. Và lúc mà hai mẹ con nói chuyện với nhau về những cái vấn đề đó thì mẹ khóc rất là nhiều. Và mẹ nói, bây giờ mẹ nuôi con ăn học bao nhiêu năm rồi mà bây giờ con lại bị bệnh như vậy. Thì sau này mẹ thì mẹ không có quan tâm tới cuộc đời của mẹ, tại vì mẹ không còn gì hết á. Nhưng mà bây giờ cuộc đời của con nó còn quá dài mà con lại bị bệnh như vậy rồi, thì sau này cuộc sống của con nó sẽ như thế nào? Hai mẹ con thì cứ nói chuyện với nhau như vậy rồi ôm nhau rồi khóc. Vậy thì còn bạn kia? Bạn kia thì lúc mà mẹ em biết là mẹ em đã liên lạc với bạn, mẹ em đã gọi cho bạn rồi hẹn bạn ra lên trường để nói chuyện. Hôm đó thì em đi học rồi mẹ em cũng lên lớp theo em luôn. Rồi mẹ em gọi bạn ra ngoài hành lang để hai người nói chuyện với nhau. Thế phản ứng của bạn kia khi mà mẹ tìm đến mẹ nói chuyện thì sao? Em nghĩ là bạn rất là sợ, tại vì em không dám nhìn bạn luôn. Lúc đó em vẫn rất là cảm thấy tội lỗi là tại vì mình mà bạn mới phải rơi vào cái hoàn cảnh này. Đó, thì lúc mà mẹ em nói chuyện với bạn xong rồi thì bạn mới bảo với em là vậy thôi, bây giờ tao với mày không có mối quan hệ gì nữa hết. Đau không? Đau. Lần đầu tiên trong cuộc đời em mà em cảm nhận được một cái cơn đau rất là vật lý. Em đau tim rất là vật lý luôn. Nó thắt lại vài nhịp luôn và em rất là đau đớn. Kiểu biết chết rồi bây giờ thì làm sao? Mày mà bỏ tao rồi thì làm sao tao sống tiếp được? Rồi, dạ, đúng rồi á. Thì mình xin thiệu mình tên là Lê Công Khoa. Mình 40 tuổi, sinh năm 82. Mình
người Sài Gòn. Dạ. Thì mình đang định cư Úc. Dạ. Không phải là mình đang định cư Úc mà mình đang trong thời gian mình về thăm gia đình đó. Ừ. Thì anh về được bao lâu rồi anh? Mình về cũng được 2 tháng rồi, mình còn khoảng 3 tuần mấy 4 tuần mình đi. À, là khoảng 1 tuần nữa là đi rồi. Không, không, 4 tuần. 4 tuần là một khoảng 1 tháng nữa là đi rồi. Đúng rồi. Thì giờ thì bạn gái nó đi rồi sao? Thì khi mà chương trình có lịch phỏng vấn thì mình thích hợp, tại vì mình tính Tết thì mình về nữa. Dạ, có nghĩa là bây giờ nếu mà tìm được bạn gái, chẳng hạn như lịch quay gần nhất của bọn em là ngày 8 tháng 7 đi. Hiện tại bọn em đang có lịch đó. Lịch đó thì vẫn còn ở lại, tại vì tới 21 mình mới đi. Thì vẫn ở lại, nhưng mà tìm được, nếu như tìm được bạn gái, cái là bỏ bạn gái 4 tháng nữa đi rồi. Nó có đâu thì cũng phải liên hệ qua điện thoại hay là bây giờ công nghệ thông tin mà, với lại có nhiều cái phương tiện để nói chuyện với nhau, quan trọng là do hai người. Dạ. Chứ về cái vấn đề đó thì do hai người có thể yêu xa cái gì. Nhưng mà giống như kiểu mà mình kết nối được với nhau. Nhưng mà anh định cư ở Úc lâu chưa anh Khoa? Khoảng mình định cư chính xác là năm nay năm thứ 11 rồi. Năm thứ 11, tức là gia đình anh vẫn ở đây hả? Đúng rồi, mình còn mẹ thôi. Mình là mẹ đang ở quận 4. Dạ. Sao không đưa mẹ vô luôn anh đi? Mẹ anh thì có bệnh trong người đó, bệnh huyết áp, bệnh tim rồi nên đi máy bay, với lại phần mẹ nó có thích đi nước ngoài sống. Giống như là sống ở nhà hàng ở ngay chợ rồi. Nên mẹ thích cái ồn ào, với qua bệnh không có biết tiếng rồi, phần cũng lớn tuổi rồi, với qua bệnh không có thích hợp. Rồi mẹ hiện tại là ở một mình luôn hả anh? Ở với lại mấy người cháu, cháu của bà chị trong. Nên thỉnh thoảng hãy phải về chờ thăm trong mẹ, thăm gia đình. Ok, rồi. Nghề nghiệp của mình là gì ở bên đó là gì? Bên đó thì mình làm bên bưu điện của Úc. Ừ. Là về board office thì đại khái là công việc của mình là trong đó. Ừ. Cụ thể là mình làm gì là vậy? Mình lựa hàng hóa theo mẫu của từng vùng ra đó. À, cũng là như kiểu ngoài đây là phân khoang, phân hàng, phân loại hàng á hả? Không phải cân mà mình lựa phân loại hàng á, phân loại hàng hóa, gọn lại sắp xếp cho nó gọn lên ba lần, đại khái là như vậy. Rồi đi theo các khu vực riêng á đúng không? Đúng rồi, cái đó là cái khâu khác là ta chia, người ta đem đưa hàng hóa, còn mình là chỉ lựa thôi. Bởi vì chữa bệnh là mỗi cái khâu khác nhau chứ phải giống như bệnh Việt Nam. Anh làm rồi đây lâu chưa? Mình làm khoảng gần được một năm. Ủa trước đó thì em làm công việc gì? Trước đó thì mình làm về công việc xây nhà, làm cho chủ người Việt thôi. Nhưng sau này mình vô cái công ty đất của Tây của chính phủ. Dạ. Hiện tại anh sống bên Úc với ai ạ? Mình thì sống một mình thôi. Là nhà cửa mình bên Úc ổn định hết chưa anh? Thì nói thẳng ra thì tới giờ thì cái vấn đề nhà cửa thì mình mua không có nổi thôi. Cái đó là cái thật sự là sự thật của mình. Cái muốn thì tại vì mình thật sự cũng thuê nhà, cái đó là sự thật, mình không có gì phải giấu giếm hết. Dạ. Vậy tại vì mình rất là tự nhiên có dùm nói cái đó để đúng mình dễ lựa chọn. Dạ đúng rồi. Thì đó là nó là như vậy. Nhưng mà người thân của anh có ai bên đó không mà anh qua đó anh định cư? Ngày xưa thì tại vì thật ra mình cũng đã từng có vợ mình ly hôn, đơn thân với chị cách đây 9 năm rồi. Thì đại khái là vậy, ngày xưa vợ mình bảo lãnh của họ. Rồi mình đã ly chị cách đây 9 năm rồi. Rồi với lợi tại vì mình thấy tới cái tuổi của mình cũng lớn rồi, 40 tuổi mình nghĩ cũng cái cần bước tiếp một bước nữa để có một cái mang nhỏ. Nhưng mà anh có con chưa? Có một bé trai. Okay. Thì ở với mẹ thì mình chỉ có trao tiền gọi là tiền mà nuôi con á, gọi là ở bệnh rồi cho sót. Vợ anh cũng người Việt luôn hả? Vợ mình hả? Vợ mình là sinh đẻ vợ. Nhưng mà người gốc Việt. Người gốc Việt thì đại khá là người. Sao quen được nhau rồi qua bên đó? Thì cái cô đó thì về đây thì mình biết nhau, tại vì mình cũng biết tiếng Anh rồi, hai người cũng nói chuyện qua lại rồi. Sau này thì chắc là do có thể là do cái văn hóa nó khác nhau nên sinh ra những cái mâu thuẫn đó mà. Nhưng mà cho em hỏi thêm nha, trước khi em qua Úc anh định cư thì anh làm công việc gì ở Trước khi mình qua Úc định cư, mình làm công việc ở trong bên Nguyễn Kim á, mình làm sale bạn. Bên Nguyễn Kim là chủ Nguyễn Kim. Đúng rồi. Nguyễn Kim Thủ Đức này luôn hả? Không, ngay chỗ quận nhất, cái chỗ bên Trần Đạo. Dạ, quên cái Nguyễn Kim đó. Cái đó là cái trung tâm ngày xưa. Nhưng mà tương lai sau này em có quay về Việt Nam không hay? Có thì mình tương lai thì mình tùy vô cái tình huống với cái thời gian hay là do cái hoàn cảnh gia đình mình như thế nào. Nhưng mà chắc chắn tới lớn hơn tí xíu mình chắc chắn sẽ về Việt Nam sống luôn thôi. Dạ. Tại vì mình thích cái cảnh yên tĩnh chứ xíu, bây giờ là không có ồn nào lắm. Nói chung là muốn lâu dài lại về Việt Nam đúng không? Đúng. Dạ. Tức là sau khi ly hôn là anh có quen thêm mối tình nào khác không? Thì cũng có vài quen với vài thêm vài mối tình nhưng nó không đi tới đâu hết, tại vì nhiều khi là có người thứ ba hay là những cái chuyện nó tới nhị, chứ là phần mình thấy không có hợp tính á. Chứ là mình càng lớn thì nên mình sống cái gì nó cũng có nguyên tắc. Mình cảm thấy có nhiều cô tắm trẻ con mà mình không có cảm thấy nó phù hợp nên
mình cảm thấy giận lúc đó thôi, chứ mình không muốn đi sâu để mất công, mới mốt ai cũng khổ. Nên mình đại khái là như vậy thôi. Thế là em muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Thì mẫu gái mình chọn thì cũng đơn giản thôi, cũng không có cần phải đạt gì, cũng bình quân. Nói chung là hiểu về cái lợi, biết tôn trọng lẫn nhau là được rồi. Tại vì tới cái tuổi của mình không có đòi hỏi gì thêm được. Nhưng mà ví dụ như anh phải cho tụi em một cái cụ thể đi, tụi em nhìn vào mắt thường được. Thì giống như là này, một cái cô gái bình thường thôi, chiều cao thì không thành vấn đề. Tại vì đối với mình thì cái chiều cao đó, 1.5 cho lên cũng không là vấn đề. Tại quan trọng là tính tình người ta tốt hay không thôi. Chỉ là người ta biết suy nghĩ hay là đừng có trẻ con quá. Tại vì mình không có thích cái mẫu người trẻ con quá. Tại vì cái đó đã không có phù hợp với mình. Người ta cũng đã từng ly hôn với anh thì vẫn ok đúng không? Thì không có vấn đề gì. Thì cũng bình thường thôi. Thì phụ nữ cái có chế độ mà từng ăn chơi cũng không thành vấn đề. Tại vì mình thích những cái người về tình trải, giải khác là như vậy thôi. Anh cho em đó, nhìn bằng mắt là anh biết anh thích người như thế nào đi. Ví dụ tại như... tánh mình dễ dàng lắm, tánh mình nó không có giống như là yêu cầu cao. Mình chỉ là thấy là được. Em biết rồi, nhưng mà bây giờ là đến với chương trình thì nó sẽ có những cái lựa chọn. Thì bên em muốn anh là sẽ có những cái lựa chọn để em còn biết là gu anh như thế nào. Anh có thích một cái người ngôi sao hay là một cái bạn diễn viên, ca sĩ nào không? Anh đã ở anh thì cũng không có thần tượng ai, tại vì anh đó thì chưa, anh chỉ có mẹ anh là thần tượng, chứ không có thần tượng ai. Thì nói chung là vậy, anh thì không có một cái gì gọi là cái phê bình nhưng cá nhân hay là về kiểu cách một cái người đó để khác. Tuổi tác của bạn gái thì sao? Tuổi tác thì khoảng cỡ 25 cho tới 45 cũng được, tại vì anh 43 thôi, tại vì lớn anh 2-3 tuổi cũng thành vấn đề. Anh đại khái là như vậy. Nhưng mà quen anh là phải yêu xa? Không phải nhất định phải xa, có thể là tùy vô hoàn cảnh. Nhưng mà ví dụ như sau này, ví dụ như hai người mà tiến tới được với nhau thì anh có bảo lãnh được bạn ấy sang được chứ anh không? Thì được. Bây giờ bảo lãnh được rồi hả? Thì dĩ nhiên anh ở đâu rồi, anh đã có quốc tịch. Anh đâu quốc tịch Úc. Giống như là bây giờ tùy vô cái hoàn cảnh, có người ta có muốn đi hay là người ta muốn ở lợ, hay là tùy vô cái hoàn cảnh mình sắp xếp. Em hiểu ý không? Giống như nhiều khi người ta không có những người ta không muốn đi nữa. Không, quan trọng là không phải, quan trọng là vấn đề là anh chỉ cần chốt cho tụi em một câu thôi là anh có được, thì cái đó mình bảo lãnh người ta đi. Còn cái chuyện của người ta đấy là chuyện sau này tụi em thương lượng với nhau. Thì bây giờ nói là do cái duyên để thương lượng. Dạ, thương lượng thì sau này tự hai người thương lượng. Tại vì cái chương trình bóng hẹn hò là tụi em chỉ tạo cơ duyên ban đầu cho mọi người gặp nhau thôi. Còn chắc gì là mọi người đã hẹn hò nhau sau chương trình. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà cái quan điểm của anh phải rõ ràng, ok, nếu anh em quen anh, nếu em muốn theo anh sẵn sàng anh bảo lãnh cho em đi, cho mẹ con em đi. Ví dụ như thế, chẳng hạn như cô đang có con chẳng hạn, anh sẵn sàng anh bảo lãnh cho mẹ con em đi. Mình chỉ cần cái câu đó để người phụ nữ người ta cảm thấy rằng là à, anh này quyết đoán, anh này có chính kiến. Còn bây giờ mà anh lên mà sân khấu, anh cứ tùy vào em các thứ là anh theo luôn. Anh hiểu em, anh hiểu em, giống như kiểu đó mình không có đưa ra cái quyết đoán, cái mình quyết định chính xác của mình, còn vấn đề cô nói chung là em mình không có chốt được cái vấn đề đó. Anh hiểu em. Nhưng mà giống như là anh nói tùy vô hoàn cảnh hay người đó là như vậy á, chứ anh cũng đâu có biết cái người ta như thế nào. Đúng rồi, thì vấn đề là đấy, chỉ cần biết là em nói thì anh hiểu ý. Dạ, ở góc độ anh thì anh ok, anh chốt anh đi đó. Còn vấn đề là nếu mà em như thế nào thì em cứ nói cho anh biết để anh sắp xếp. Thì đấy là việc của hai người sau này. Rồi, anh còn có điểm gì anh không thích ở bạn gái không ạ? Bạn gái thì hồi nãy mình có nói rồi, thì đừng có trẻ con quá, với lại đừng có mà sống cái kiểu ích kỷ quá. Mình thích cái con người mà có chính kiến, lại khá là như vậy. Không, ích kỷ là sao anh? Nhiều khi người ta sống thì người ta chỉ biết nghĩ cho cá nhân người ta, hay là người ta vì một cái lợi ích nào đó người ta mới quen mình chẳng hạn. Tức lợi dụng hoặc là thì nói thì tới vậy là như vậy thôi, chứ nói lợi dụng thì cũng hơi quá đáng, tại vì anh đâu có gì đâu lợi dụng. Lợi dụng đi nước ngoài thôi. Không, cái đó thì tùy mỗi người mục đích rồi. Nên là nói cái đó là tùy mỗi người cái mục đích cá nhân riêng thôi. Rồi. Ok anh. Rồi. Cảm ơn anh. Còn gì nữa? Anh có tài lẻ thôi gì không anh? Thì mình có chơi thể thao, là mình biết ca rồi. Rồi, mà... anh ca giùm em xíu ha. Chơi thể thao thì môn gì? Cái nào mình cũng chơi cũng được, tại vì mình là dân ngày xưa chơi đá banh rồi. Nên cái cuộc mặt mình đen rồi cũng chơi đá banh. Rồi, thể thao thì anh chơi được đá banh rồi, gì nữa? Cái môn thể thao là mình biết chơi hết, tại vì mình là dân thể thao. Em biết rồi mà là, nói chung là thể thao bơi lội hay là chạy bộ, hay là nói chung là kể cả thì nói chung hầu hơn các môn thể thao cái môn nào mình chơi được cũng được đó. Hiện tại là anh chơi môn nào nhiều nhất? Đa phần là mình chơi đá banh nhiều nhất. Ok rồi, em mời anh hát xíu ha, bài nào cũng được ạ. Bài nào cũng được ha. Dạ đúng rồi, một xíu thôi. Thì mình
Thật ra thì nói chung thì cũng không có nhớ là cho lắm, nhưng mà khi bên nhà có chữ thông mới biết ca, tại vì lâu lâu quá cũng không có gần, không có cả. Dạ. Thì ca thì biết ca, chắc chắn biết ca, nhưng mà dạ, cái vấn đề giống như là mình chưa có lâu quá mình không có ca là. Ừ, không sao, cứ bình thường thôi anh, mình cứ thể hiện tài năng của mình thôi, bản thân mình thôi, chứ em không có yêu cầu là hát hay hay là hát đúng nhịp hay gì đâu. Chưa thay đổi không khí thôi anh ơi. Ừ. Bữa nay nói chuyện buồn quá em. Rồi em mời anh Thanh. Bây giờ tại vì mình ca thì nhạc buồn không ạ, chứ không có trời, nhạc buồn cũng được luôn. Nên cái đầm giờ mình không có xây dựng được cái bài cụ thể đó. Bài gì cũng được anh, bài tủ, bài nào hay hát hay ấy thôi. Bài nào cũng được. Vui là chính anh thôi. Thì mình hát một đoạn của cái bài Tàn Cho ha, tại vì mình chỉ có thích cái bài đó. Dạ ok. Giọt nước rơi hay giọt sầu rơi rơi, lời vẫn tuôn không tình ta na ta. Em cứ nói chung là mình hát được một đoạn thôi. Ừ. Thì tại vì mình không có nhớ mặt chữ đó, lâu quá mình cũng không có hát, mình nên mình có nhớ mặt chữ cho lắm. Rồi ok anh. Có yêu cầu gì bạn gái nữa không anh? Quyền lợi đó nha, không nói nó mất quyền lợi đó. Không thì vậy thôi. Rồi. Thì, tối anh về đủ rồi. Rồi, rồi ok, cảm ơn anh Quang nha.